Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel mình. Mình là Nghĩa Minh Lên, chúc anh em có một ngày mới học tập và làm việc thật là vui vẻ nha. Nói chung hôm nay mình muốn gửi tặng các anh em một clip nói chung là vui và hài hước. Đó là hôm nay mình sẽ làm một cái màn tròn vợ mình anh em. Bây giờ mình sẽ giới thiệu vật liệu mà để chuẩn bị cho cái màn tròn này nha anh em. Anh em, ở đây là mình có chuẩn bị một cái cây đất đá này anh em. Và một cái phiểu này. Ống này anh em. Chứ anh em cũng niệm ra mình làm cái trò gì vậy. Rồi anh em muốn biết mình làm clip trôi giờ mình bằng ống nước này như thế nào, mình em cùng theo chân mình đến với clip này nha, để biết mình trôi giờ mình như thế nào nha. Rồi ok, let's go. Bây giờ mình sẽ vào nhà rủ vợ mình chơi trò chơi và bắt đầu thực hiện cái màn tròn này. Giờ mình đang ở phòng này. Rủ vợ chơi một cái trò chơi có thưởng. Có thưởng thường là có thưởng tiền á. Dạ. Một cái trò chơi vui thôi. Hai đứa mình làm cho các anh em xem nè. Chào thưởng nhau. Thì có muốn chơi thì nghe trước rồi anh sẽ nói rõ cái trò chơi này cho em biết. Rồi hai đứa mình chờ. Em không có lỗ đâu, em lỗ cỡ 50 ngàn à. Vô. Ok, đây. Sao vậy? Vậy đó rồi anh nói. Sao mà hỏi cửa dưới vậy? Tôi biết rồi. Mà anh hót cái cua đi vậy? Chuột các bà chuột anh hót. Nhà con chuột mở được mắt. Đấy, cái lực trao là như thế này nè nha. Ở đây là anh có chuẩn bị một cái ống này. Đây. Ống này là nói chung là mình sẽ cho trong cái khung sân nhà của mình thôi. Đấy. Nói chung đóng cửa lại cho phải cần chút rồi em tí. Mua mấy cái. Thấy đường không thấy đường này sao sợ tí. Chỗ đây không thấy đường mà. Chơi gì vậy? Từ đóng cửa lại. Đấy, cái lực chơi. Cái lực chơi là hôm nay anh sẽ bịt mắt em. Bịt em. Em sẽ cầm cái ống hút này. Mà không phải cầm bình thường nha. Em phải đừng lấp lách bỏ xuống. Em phải bỏ trong quần. Bỏ ngay chỗ quần này, đến chế giờ bỏ vô ngay chỗ luôn quần này. Em phải bỏ vô, đó. Em cầm lại. Cầm chặt lại, đấy. Cầm chặt lại nha. Gái cơ cô. Đó. Là ở trong khu anh ở trong sân này, nếu mà em anh bịt mắt em, nếu mà em vô trúng anh trong sân này á là em được 500k. 500. 500k. Nếu em đặt quốc sai là em mất 50k. Em quốc ông trong vòng 1 phút mà em quốc không trúng anh là em mất 50k, em chịu không? Một phút em. Anh chạy nhanh quá việc mét cho em thấy được. Vậy em muốn chơi đúng không cho. Nói chung là sao cho em 5 phút đi. 5 phút. Vậy em bút trật không trúng anh là em mất 50k nha. Rằm mèo. Dạ. Tao bây giờ mình chơi trò chơi này nha. Ok ok. Giờ ổn. Chậm nha, cho không được nhanh nha, cho tí, em chạy theo tí nha. Rồi bây giờ anh chạy cái góc quay lại rồi anh buộc mắt em lại nha. Tiền này nét quá sao vừa trúng anh. Ok, bây giờ bắt đầu cái cuộc trò này nha. Chị bỏ vô chị. Tụi em bỏ lúc rậu. Đó, cầm chị vô, cầm tay vô. Rồi bịt mắt nè. Chị đu nhan cho đôi tí kìa hả? Chị đường. Chị đường là em thấy sao? Em thấy em mất tiền sao? Tôi tổ việc cho việc gì vậy? Việc gì nhận thơ cầm cây rồi đưa tổ việc cho. Tổ việc em thấy sao? Đau chưa? Chị đây. Thấy gì? Rồi nút đây vô. Không biết em đi không mà thấy. Sao được? Sao càng sâu em mới không chứ không cần càng. Cái dây nó nén ngô mà lúc sâu nữa. Sao bị cũng bị à, bắt đầu chơi. Nén dữ vậy. Ừ. Nén dữ. Ừ, em nhằm thấy ra số mấy. Số 1. Đúng rồi, sao nó hay dữ vậy. Anh à. Cố đi. Anh đâu anh? Anh biết. Anh đâu? Anh. Anh xeo đây. Tiếp cho tìm ông nội tôi ai tìm được. Cười. Trời ơi.
giỡn. Anh ơi. Con nhìn tin giết, nhìn tin giết cho thấy vậy em nhớ mắt mà. Trời, em tao đưa lên chín cái lại nha. Đây. Cầm về quốc luôn mày ơi. Ở đó chín cái lại đúc. Ừ, anh đâu? Lên chín cái lại nha. Đây đưa chín cái lại, đứng yên đây. Chín lại cầm đây. Nào. Cầm yên quá. À. Cầm yên vô. Cầm yên cầm chặt vô rồi bắt đầu. Từ nha, từ chuẩn bị quốc lại nha. Từ bị. Từ đâu? Anh dí một hai bên cái đầu quốc lại nha. Một. Biết thôi. Thử 1 2 gì làm vô em? Anh em ơi, mình đã trôi vô thành kho anh em. Đó đây. Tới nha. Đu lại thì em không biết đâu. Con chờ con chịu chứ tự nhiên. Con tao có chịu vậy. Em chưa tìm anh mà anh to anh ghen hả? Ngu. Không làm sao vậy? Sao không làm? Là anh còn nói tiếp vậy? Em đô thư mà ai gì đi đánh em quá. Anh sao anh ăn lúc đé vậy? Sao? Lúc đé chịu lạnh luôn. Nghĩ sao trào dày đô lúc đé. Ba ngày không dám tép mà rút hồ mà đô lúc đé vô người ta. Sao? Em thấy cái hồ lạnh nó như thế nào? Mà giống nó thôi. Chẳng thương. Có làm mà trôi thôi sao cũng thương. Sao nó lạnh không em? Lạnh đâu, lạnh đi. Chị 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 đâu chị 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 đứng im đứng im nhanh lên chị đứng im chơi vậy lấy tiền gì tiền gì lấy tiền nem trem tặng nem trem gì em chưa quốc trúng anh mà nem trem để em quốc trúng anh rồi nha quốc anh nào nãy nha tự nhiên về đây nem trem mà lấy gì mà sạch sạch khi á đủ nem trem đâu đúng chưa trâu giận mình đang gieo quá anh em ơi tự nhiên có trời cái nó cũng có trúng đâu mà nó vẫn lấy tiền anh em thiếu 4.000 đưa 4.000 nữa đây thiếu 4.000 ấy nào 4.000 không không có nọ nặng nè anh đi chơi đùa ấy thiếu 4.000 nữa đây 4.000 nữa hết rồi thôi cho anh lại xíu ngàn ấy mệt xíu ngàn chắc anh uống phơ vậy lạnh liều lắm không? Làm gì đúng đấy á? Thôi gì, anh dẫn cho thi đồ nha. Không, được 4.000 nữa em đi thi đồ rồi. 4.000 nữa? Thế em đem mà vậy? Đem đem thì đó, nợ 4.000, cho anh nợ 4.000. Không nợ, nợ 4.000 đưa đồ vô một cái rồi thoát nợ. Đồ vô một cái lùm lại 400. Ghê luôn. Không, rồi ngu trời, trảnh đó. Rồi sao, mà không. Không thích gì hả? Thật. Thảo đó, số tiền ở đây đi thi đồ đi. Có cửa kìa. Ủa đóng cửa hơn rồi chứ. Phát cửa vô. Chưa. Thôi. Gì lạnh. Lạnh sao mày? Sao lạnh? Đi quần chưa? Chưa. Chưa. Thì coi có chưa không? À, đó ạ. Là... 4.000 này. 4.000, cứ bòi 4.000 luôn. Vậy đó. Cứ đó 4.000 luôn đi không? Đưa 4.000 đòi liền đó. Anh đổ 4.000, ngày mai chẳng đi sáng bù quay lại nha. Lì sáng đời đó. Có dâu gì trâu, vậy? Trâu, trâu, mất 500.000 quét, quét đất cây luôn anh em ơi. 4.000 đúng không? Cứ 1 tiếng là lại lại 10.000. Lại thành 14.000, 10.000, 10. Cứ 1 tiếng là 10.000 mà bây giờ tôi chừng nào trẻ? Mai trẻ. Mai đúng không?
Ai đúng không? Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 1:30, cứ 1 tiếng. 2:30, 3:30, 4:30. 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 là 10 tiếng rồi, 10 tiếng là 100.000 rồi. Nói như mà rấu. Trời, 200.000. 214.000, mai kẻ là 214.000 vậy rồi. Ok, rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi cái clip mình cho anh vợ mình đồ đức. Cái gì vậy? Là anh gì? Biết tiền không à? Nếu thấy video này thú vị thì lại một like, một share và nhấn vào chữ đăng ký ủng hộ cho kênh của mình nha anh em. Rồi ok, bye bye tất cả các anh em. Bye bye anh Hiệp. 14.000 này bye bye.